Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị rất ngay hàng đang mê sưu tầm ô xe của trên cả nước, mê sưu kênh cuộc sống Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Trạng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây bonsai rất đẹp để mình giữ lại chơi Tết năm sau nữa cô chú anh chị ha, hoặc là mình lấy bo nhân giống nha cô chú. Chỗ anh Trạng thì mình có siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn, cúc thả hương, mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Trạng ạ. Dạ, em xin phép mình sẽ chia sẻ với cô chú anh chị ha. Dạ, em xin chào anh Trạng ơi. Rồi, anh chào Phương, anh chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Rồi hôm nay em về cái lô mai siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn với cúc thả hương anh chị. Rồi rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị mình ha. Rồi mã số này là mã số 1 cây siêu bông Bình Lợi anh chị, có một bông anh chị xem ha. Đó, cây này em ghép được 4 tháng anh chị, anh chị xem ha, bao ghép nè. Bao ghép thì mập ú hết rồi chú anh chị. Có một bông anh chị xem luôn anh chị. Cây này về mình chơi bông luôn nha cô chú. Bông cho bá nữa. Đường kính nó quanh tầm khoảng 7 xăng luôn á cô chú anh chị. Cứu nó nở lên coi chú anh chị nha. Châu mà nó làm vậy á. Châu có tội tình gì mà nó làm vậy á. Em xin số đo ba dầu anh ơi. Mấy đứa tội tình lòng hơn nữa. Quành là 32 quành gì vậy? Chiều cao là được 110. Tàn ngang là được 76. Đó. Rồi mã số 1 siêu bông Bình Lợi. Rồi xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.500.000. Dạ 3.500.000 có một bông của chú anh chị mình yên tâm sưu tầm giống của chú anh chị nha. Bông mà không chị. Đo đi chị. Cho ăn bây giờ khỏi ra đâu không có hào hào nữa. Thì xem ha, 7 cm dư luôn ha. 7 cm, 7 cm mấy luôn. Dữ lắm cái bông anh chị. Mày chắc có 8 cm không? Mã số 2, siêu bông lại luôn anh chị. Cây này cũng có mặt bông trên cây luôn quý cô chú anh chị ha. Cái này, này, này chuẩn giống cho anh chị mình về sưu tầm nha anh chị. Chuẩn giống nha, bao anh chị mình chơi ha. Đó, anh chị thân thấy bông rồi đó. Yên tâm ha anh chị. Cái bông ghép nó mập mập rồi cô chú anh chị. Cái này mình dưỡng lại tầm tuần lễ mấy tháng nó lấy bo được ha cô chú. Cái này cũng có củ đế cho bá luôn hả? Vừa lấy bo mình vừa dưỡng tết chơi luôn. Rồi cái củ đế đặt này là được 40. Hoành là 27. Chiều cao là được 110. Ngang được 81. Rồi mã số 2 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.900.000. Dạ. Dạ mã số rồi 3. Mã số 3 siêu bông lại luôn anh chị. Dạ ghép phôi mai vàng cây trực đế củ nở luôn cô chú anh chị ha. À anh chị xem cái mặt cắt nó kéo nhựa nè. Xếp liền. Clip này em có 3 cây thôi nha anh chị. Bịch lại có 3 cây thôi nha. Nhanh tay vào giữa nha anh chị. Chỉ có 3 cây thôi đó. Củ đế nở nè. Đây em làm cái đuôi ha anh chị. Cô chú anh chị về mình không thích mình có quyền mình tán bỏ ha. Cho loại củ đế ra. Rồi củ đế đặt là được 39. Hoành thân 22. Chiều cao 92. Ngang 60. Ở hàng này hàng cắt đôi anh chị. Đó giờ cô chú chị mình nếu về mấy lấy bo thì mình dưỡng anh chị. Được mấy bo anh chị, chừng chục bo về. Rồi mã số 3 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000 anh chị. Dạ 2.800.000. Mà khỏi bán được. Dạ. Dạ mã số 4. Tiếp tục mã số 4 cây giảo siêu bông Sài Gòn nha anh chị. Ở về chi mẻ đó. Siêu bông Sài Gòn anh chị. Nè, để thú ha. Thú nằm dài luôn hết chị. Nè, hai mặt mặt thú cho nên anh chị. Ồ. Cái này thì giờ anh chị mình nhanh tay ủng hộ nha anh chị. Cái gì mà thay sáng chỗ chủ nhật hay chỗ u qua cũng ok.
Rồi hoành là 17 hoành chị. Dạ. Chiều dài con thú. Chiều dài con thú được 26, này chị xem bỏ giò, hai giò đẹp cực kỳ đẹp luôn hả chị. Chiều cao là được 72. Tán ngang là được 75. Rồi, Sim Bông Sài Gòn dẫn thú mã số 4 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Dạ mã số. Mã số 5. Rồi, tiếp tục là một cây Sim Bông Sài Gòn luôn nha anh chị. Đó, cây này cũng đế thú luôn nha. Đó, cây này khéo cây lắm nha anh chị ơi. Đó, đế nguyên một quậy đế quá khứ nha anh chị. Nè. Rồi, thăng lắc anh chị. Đây. Đó, thăng lắc ra dáng lông luôn ha. Cái này nguyên bể để đặt luôn nha anh chị. Này kính chậu luôn ha. Ừ, cái này cô chú anh chị ủng hộ chơi mấy cái này nên chị mấy cái này chơi mình mới đã này ha. Nguyên bể đế nè chị xem ha. Đó. Rồi cái tổng cái củ để đặt này là được 81. Tính 80 thôi. Hoành thăng 22. Chiều cao là được 80. Tàn ngang rộng 100. Rồi mã số 4 ISO 5. Mã số 5 Siêu Bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 anh chị. Dạ 2.500.000 là có một cây mình vừa lấy vô mà vừa dưỡng làm sao chị tết cho chú ha. Mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là Siêu Bông Sài Gòn luôn chị. Đó cũng đế nè chị. Cây này trên cặp với cây số 5 là ok luôn này ha. Đó. Xem nè chị. Nguyên bài đế nè. Nó gom một cục đặc luôn á cô chú anh chị. Cái phôi không là có khúc cành đều luôn rồi nha cô chú ha. Rồi củ đo sức trong luôn đi, lớp mẹt luôn. Cục củ đạt, củ đặc này là được 76. 23 hoành. Chiều cao là 86. Tán ngang 86 luôn chị. Rồi mã số 6 cây Sim Bông Sài Gòn là xin giao lưu với cô chú chị mình là 2.500.000 luôn chị. Dạ 2.500.000 nha cô chú chị. Dạ mã số 6. Rồi mã số 7. À xin lỗi, số 7. Cúc thọ hương chấm hương chấm hương. Dạ. Số 7 nha cô chú anh chị. Số 7 là một cây cúc thọ hương anh chị. Đó, cây này dán lắc rộng chữ C anh chị. Nè. Cái đường thăng lắc rất là khéo luôn á quý cô chú. Đế cũng đẹp lắm luôn ha. Cái nào đế cũng đẹp chứ anh chị. Cái lô này nói chung là cái lô này lượng 200 cây anh chị mà đế đẹp không nha. 600 cây mà lượng 200 cây. Rồi, cái củ đế là 76. Hoành là 15. Chiều cao là 85. Tán ngang là 110. Rồi thọ hương mã số 7 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000 gì. Dạ, 1.600.000. Trời. Dạ số 8. Rồi mã số 8 là một cây khúc thường đế thú nha anh chị. Ờ cây này một xài đế thú nha. Cái bàn nó như cái mặt bàn vậy đó cô chú anh chị. Ừ, dán nè. Không lắc dán nằm dài luôn nha cô chú. Nguyên một con thú nằm dài luôn ha. Hai cái đùi nó độc biến leo nó nổi nhảy trên hả anh chị. Cái đùi người ta nằm dưới, đùi nó nằm trên anh. Thú này bị bỏ ăn à. Ừ. Cái mình rồi cái mình đã dài được 21. Hoành thăng là được 15. Chiều cao là được 65. Tán ngang là được 92. Rồi 1.700.000 anh chị ơi. Mã số 8. Dạ. Thợ hương dán thú cho con sai anh chị. Dạ. Bò nhóc. Mã số 9. Mã số 9 cúc thọ hương đế thú luôn. Cái này phong cao xíu á cô chú anh chị. Ừ. Mà mình ghép đủ chi đều tàn ở trơn rồi cô chú ha. Nguyên bệ đế này. Nói chung là giới thiệu là không có sai anh chị. Cái lô này cây nào đế đẹp chứ. Bao anh chị luôn đó nha. Dạ. Tổng cái hoành đế này là được 67. Hoành thăng là 20. Chiều cao là được 86. Tàn ngang là 96. Rồi mã số 9 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Dạ 1.800.000. Dạ mã số 10. Mã số 10, một cây thọ hương đế thú luôn.
Để xem đế ha. Đế thì nó gom đế nha tụi chú anh chị. Mặt này y chang như thú anh chị, có giò gắn đủ rồi ha. Có cái bụng luôn. Ừ. Phệ cũng phệ nữa. Quanh 20. Chiều dài thú là được 18. Chiều cao là 78. Tán ngang 100. Rồi 1.900.000 luôn chị ơi. Mã số 10. Dạ. Mã số 11. Thôi luôn chị ơi. Đa số là phun lùng hàng mua sai không có gì ha. Quá xá tàn anh chị. Tết nay nữa là cái dàn xương tàn dày mịt luôn á chị. Đế lết luôn hay cô chú. Nguyên bệ đế. À, rồi. Tổng cái hoành đế là được 63. Hoành thân được 18. Chiều cao 72. Tán ngang 96. Rồi, 1.600.000 anh chị ơi. Dạ. Mã số 11. Một cây cúc họ Hương. Mã số 12. Mã số 12. Thọ Hương luôn. Cái xương tàn thì nó đều tròn hết trơn ha cô chú anh chị. Cái phôi không là cốt cành nó đóng tướng gì cô ha cô chú ha. Đế quá khứ đế anh chị. Nguyên cục đế hết sức luôn nha anh chị. Hàng này anh chị chơi là tới bài luôn ha. Nè, đế cứ ngắt chậu luôn nha. Nằm cứng chậu 4 luôn nha anh chị. Cụ đế đặt này là được 68. Hoành thăng 19 hoành. Chiều cao 70. Tàn ngang 93. Rồi mã số 12 xin giao lưu cô chú chị mình làm 1.800.000 gì. Dạ. Mã số 13. Rồi Thọ Hương mã số 13. Nói chung là chi cành em vô dây sửa cho ấm tàn anh chị. Thành phẩm rồi đó. Cái bao ghép này cái nhựa này nó lúc trước nó vận chuyển nó bị bể hết miếng da nhưng mà giờ kéo nhựa anh chị ha. Nè, hai bên nó kéo keo hết trơn này ha. Không có gì nha anh chị, không ảnh hưởng gì nha. Vận chuyển nó bị bể miếng da rồi giờ nó liền kéo sẹo lại đó. Cái này yên tâm chơi anh chị. Rồi, tổng cái củ đế này là 52. Hoành thân là được 19. Cao 85. Ngang 93. Rồi 1.500.000 anh chị ơi. Mã số 13. Dạ. Mã số 14. Mã số 14. Thọ Hương luôn chị ơi. Cây lùng. Ôi, cái này đế đẹp quá anh chị ơi. Cái này lùng lực mà cái phôi cực kỳ đẹp nha anh chị. Để quay từ cho anh chị xem cái phôi này nha. Cái phôi này của chú chị mình đáng chơi nha anh chị. Nè. Bệ đế luôn. Hai mặt nào cũng đẹp vậy nha. Nhưng mà cốt cạnh nó đều hả anh chị. Cái đọt cái chủ anh thấy không, lắc lượng anh chị. Đó. Cái này chung là cái ngạn hăng sữa, cái cây này cũng dữ lắm như vậy, cái phôi này ha. Đó, lên lắc này anh chị, lắc cái con nè, cực kỳ khéo luôn nha. Chung làm ở đó cả một vấn đề anh chị. Cái này phôi đẹp anh chị ơi. Rồi, tổng cái củ đế này là 74. Hoành là 21 hoành. Chiều cao là 82. Tàn ngang là 90. Rồi Thọ Hương mã số 14 xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2.000.000 anh chị. Dạ 2.000.000 trắng nha cô chú anh chị. Cái này form lùng lắm nha cô chú. Cái này đáng chơi nha. Lực duyên cây nha cô chú ha. Dạ 15. Dạ. Rồi Thọ Hương luôn nha anh chị. Lắc luôn hát cô chú anh chị. Rồi cây này nó quái nha anh chị ơi. Cây quái cây ha. Phân lắc mà cốt cành đều luôn nha cô chú. Cái này thì mình thay sang chậu chứ nhật cho lâu cây luôn á. Đế nằm dài luôn ha. Rồi hoành thân được 18. Chiều dài thú là được 22. Chiều cao là được 80. Tán ngang là được 88. Mã số 15 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000. Dạ.
Dạ. Là mã số 16, Thọ Hương luôn chị ơi. Rồi, thăng lắc lượng Giáng Long. Rồi, cây này cô chú mình thích form lớn hơn xíu thì cây này ok ha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình nhìn cái phôi đi đường thăng lắc ha. Dạ, cái đế nó cũng duyên lắm nha cô chú anh chị. Quá khứ cây này đã. Lô này của chú chị mình mua ủng hộ lô này anh chị. Cái lô này còn khoảng cả chừng vài chục cây đẹp nữa. Lô sao nói chung là nó hao đế nó không bằng cái này. Rồi củ đế này là 90. Hoành này là hoành 24 hoành anh chị, nhưng mà anh chị hao chi cái này tính em tính 23 thôi anh chị. Tại nó cắn cái gốc cái này một chút ha. Hoành 23 anh chị. Chiều cao 86, tàn ngang 94. Rồi mã số 16 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000. Số 17. Dạ. Đó, cúc Thọ Hương luôn anh chị. Em này cũng ghép với phôi thăng lắc lượng luôn á. Ừ. Quá khứ anh chị cái này. Cái đường thăng lắc lượng Giáng Long luôn anh chị. Ừ. Đế nè. Cây này kéo mà cắt cực kỳ mạnh hơn chị. Cây nào cũng đế đẹp hết trơn á cô chú vậy ha. Rồi, quanh được 18 quanh. Khỏi đồ của đế được. Chiều cao là được 92. Tàn ngang là được 90. 17 xin giao lưu với cô chú anh chị mình làm 1.900.000 về. Dạ, 1.900.000 một cây cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. 18. Mã số 18. Rồi cúc Thọ Hương luôn chị. Dạ, cái mặt bàn vậy đó cô chú anh chị. Rồi sửa xuống cho nó bằng luôn đi cho nó đẹp đi. Đưa anh coi kỹ quá. Đó, đi đi. Rồi, mã số 18 anh chị. Cây này thân lắc lượng luôn nha cô chú à. Tính dựng lên đọt chủ mà thấy kỳ sao á. Rồi hoành là 17. Hoành đế là được 72. Chiều cao là 58. Tàn nè. Cái tàn là 1m1. Rồi mã số 18 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 anh chị. Mã số 19 Thọ Hương luôn. Rồi đa số mình ghép với cái phôi dáng lông láng dáng đẹp không một cô chú anh chị nha. Hôm nay mình dưỡng lại tới Tết là cái tàn kính mịt luôn nha cô chú anh chị. Đó, Thọ Hương đế thú luôn nha anh chị. Không giờ quét mà không có ghét giờ tới số. Mình bước qua đây cho mời đi. Thân lắc dán lông luôn cô chú anh chị ha. Dạ, tổng cái đầu hoành đế là được không những cái dễ mai nóng lạnh nha, cái cây nó dễ ốc nổ. Trời. Tổng hoành đế là được 78. Hoành thăng là 19. Chiều cao 86. Tàn ngang 96. Rồi. Mã số 19 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.000.000 chị ơi. Dạ 2.000.000 chẳng luôn cô chú anh chị ha. Cảm ơn anh Chính. Rồi mã số 20 cúc Thọ Hương luôn chị ơi. Thầy đưa lậm liền chứ trời trời. Tàn ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Trời ơi cái này củ đế nè chị ơi. Quá khứ cũ rồi. Nguyên một bể để đặt luôn. Chơi đế đủ phơi hay cô chú anh chị. Đó. Củ đế đặt này là được 72. Hoành 20. Cao 86. Ngang 92. Rồi. Mã số 20 xin giao lưu là 2.000.000 chị ơi. Nguyên cục đế đặt luôn. Mã số 21 Thọ Hương luôn chị ơi. Cây trực lắc luôn hay cô chú anh chị. Cây này trực lắc, cây giót đọt hay anh chị. Đọt nó dốc còn nhỏ hơn út luôn nè.
ở mới cái mặt cắt đây mới kéo đây mà mới ghép đây mà nó liền luôn nên chị không khát nước liền không nó thể bình luôn đó ngủ cái lắc lượng cốt cành có liền luôn quanh 20 chiều cao 86 tà ngang 100 rồi mã số 21 cây thơ là xin giao lưu với cô chú chị mình là 1.700.000. Dạ mã số 22. Mã số 22. Rồi một em thọ hương luôn. Cây này tàn dù có rất thân và thân nắc luôn á cô chú anh chị. Nguyên một củ đế nè. Tròn vo luôn. À. Rồi củ đế đặt này được 55. Quanh 19. Chiều cao 83. Tàn ngang 93. 22 xin giao lưu là 1.700.000. Dạ, này nguyên cục đế luôn hết cô chú anh chị. Mã số 23. Rồi cúc thọ hương. Một nguyên cái lô thọ. Lô thọ hương này về đẹp quá anh chị. Người mua chừng cây hay cây chơi thôi đừng mua nhiều nha anh chị. Rồi, phụ đế là được 68. Hoành là 19. Chiều cao 70. Tàn ngang 96. Rồi, mã số 23 xin giao lưu là 1.700.000 luôn chị. Số 24, thọ hương luôn chị ơi, một cây lùng lực. Ờ, quá khứ tàn luôn. Cái tàn như cái mặt bàn luôn. Tàn lớn mà không lắc luôn á cô chú anh chị, giấy mà lắc lộn luôn á cô chú. Cây lắc lượng quá khéo cây. Dạ, để đánh là cũng quá nó mua chú chị nha. 18 hoành. Chiều cao là 78. Tàn ngang 92. Rồi 1.500.000. Mã số 24. Rồi mã số 25. Ờ, đa số là chơi hàng bonsai cô chú anh chị ha. Đó, thân lắc đế quái đẹp hết cô chú anh chị. Cốt cành mình đã ghép đủ chi thì tàn chân luôn hả? Đế nằm dài luôn. Rồi hoành đế này được 68. Hoành thân 17. Chiều cao 76. Ngang 88. 1.500.000 luôn chị ơi. Mã số 25. 26. 26. À, cái này cái cục đế nhanh đủ khoai luôn. Ờ, thọ hương luôn nha chị. Nguyên cục đế đặt luôn nha cô chú. Rồi. Nguyên, ôi ôi quá khứ anh chị, như con ốc nằm vậy ha. Này mà cắt kéo liền luôn chị nè, cái này. Đế nè, ồ. Cái này đáng sưu tầm nè anh chị ơi. Củ đế đặt này là được 63. 22 hoành. Chiều cao 83. Tàn ngang 86, rồi 2 triệu. Mã số 26 gì ơi? Mã số. Mã số 27. Dạ, cây dáng trực tàn không. Thọ hương. Đó. Phơm này phơm dáng trực nha anh chị. Thằng thông ha. Đế cũ. Để ngay lại đó. Rồi. Đế nó gồm phụ đế lắm nha cô chú. Cũ đế đặt là được 48. Hoành thân là 24 hoành. Chiều cao 103. Ngang 100. Rồi mã số 27 xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000. Dạ, dán trực cây như cây thông. Một cây lớn duy nhất hôm nay. Cuối clip. Rồi mã số 27 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi nha. Rất mong cô chú anh chị giao sự ủng hộ. Em xin chào hẹn lại. Dạ, cô chú anh chị thấy hay bấm đăng ký kênh bấm like ủng hộ nha. Chào. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.